Ghê vậy? Cho nên em hồi nãy giờ em bị trốn hả? Ghê vậy? Cho nên em hồi nãy giờ em bị trốn hả? Rồi, xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh của Hồ Bích Trâm Official. Hôm nay là đang có mặt ở nhà của Hồ Bích Trâm đây. Theo như mình biết là đợt này Trâm về đó thì không có ở lại được lâu nên là không có quay được những cái vlog ẩm thực để cho mọi người thưởng thức. Nên là hôm nay là tụi mình quyết định nhờ sự hợp tác của một số anh em ở đây. Đây là Thanh Hà. Hồi trước cũng có quay trong vlog ẩm thực kỳ rồi đó. Rồi có nhờ một bác sẽ là diễn viên phụ. Bác này sẽ giữ chân cho Hồ Bích Trâm và mình sẽ nấu một món ẩm thực dành tặng cho Hồ Bích Trâm. Bất ngờ. Mọi người nhìn thấy đó là gì không? Đây là trái bí. Trái bí ha. Mình sẽ nấu một món bật bí nhẹ thôi. Bí đỏ nguyên trái, hầm gà nguyên con. Clip nó sẽ hấp dẫn như thế nào thì mọi người cùng theo chân tụi mình nha. Giờ đi thôi. Hay, hay quá mọi người ơi. Mình vô mà Trâm đang ngủ nên là nhân cơ hội này là mình sẽ tiến hành làm luôn. Làm xong rồi chỉ việc kêu Trâm dậy ăn thôi. Mọi người chờ nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nha mọi người. Cái này nguyên liệu này là mình đã chuẩn bị sẵn ở nhà hết rồi để tiết kiệm thời gian. Bây giờ là chỉ việc bỏ vô để nấu thôi. Nguyên liệu thì sẽ có gà nguyên con nè, tiêu xanh nguyên chùm, bí đỏ thì mình cũng đã gọt ra rồi, gọt vỏ rồi bóc ruột thấy rồi. Nói chung là nguyên liệu sạch sẽ rồi đó. Bây giờ chỉ tiến hành đây nấu thôi. Và đây có cả hành tươi nữa chứ, hành tươi, ớt xiêm. Rồi. Cá đây. Nghĩ làm sao cho nguyên con gà này vô được trong cái trái bí này thứ hai nè. Quan trọng này. Quan trọng. Sao ta? Mình cắt nó ra đi. Nó nguyên con thì chắc cũng phải cắt nó ra. Chứ đây cũng là lần đầu tiên mình làm luôn á. Gà là gà chui vô những cái gà. Cái này. Đấy. Vô. Rồi giờ mình coi vlog á, mình thấy người ta làm cũng hông lắm, nghĩ là dễ đó, bây giờ thật sự làm rồi mới biết. Mình bỏ tiêu rồi vô đi. Tiêu này để cho nó hầm cho nó thơm. Có một cay nữa. Giờ mình sẽ bắt đầu cho gia vị bí truyền vô nha bà con. Ở Quảng Ngãi mình là có bi Dung Quất nè. Nên mình sẽ sử dụng bi Dung Quất. Ngay cho bi Dung Quất khui ngay nó nổ đã không? Giờ mình rưới vô. Đổ đầy trong này. Chắc là mình dùng một chai là đủ. Xong rồi giờ mình đậy lại thôi, nhưng mà phải nghiên cứu làm sao nè để cho nó kín nha. có sử dụng sẵn cái cọng dây này, dây là dây chuối cột lên hết. Rồi đây là nguyên trái bí nha, bên trong có nguyên con gà luôn. Bây giờ sẽ cho nguyên trái bí này với con gà vô hành đến chín nha. Đổ nước vừa phải rồi ha. Rồi. Giờ cho thêm một ít gia vị muối bột ngọt vô cho nó có vị. Giờ mình chỉ cho thêm muối, miếng bột ngọt bên ngoài thôi nha mọi người. Tại vì bên trong đó, mình cũng đã ướp gia vị sẵn rồi. Giờ mình đậy nắp lại để cho nó ướp nó sâu, nó chín cái bí. Đây là kỹ lấy được chậm rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ để cái nồi bí với gà đây nha mọi người. Mình sẽ tiến hành đi nấu món chính để dành tặng cho Trâm. Món này là để anh em tên tụi mình ăn. Mình sẽ nấu món đặc biệt dành riêng cho Trâm. Mọi người cùng theo nha. Mọi người cùng theo dõi. A few moments later. Ủa anh em vui chơi rồi đi đâu Trâm? Đi làm. Làm gì anh em vui chơi rồi bỏ anh em đi á đi. Đi vô đậu không ơi. Vô chơi gì mùa người ta vô mùa đậu rồi đi chơi. Làm không sao rồi đi chơi. Không đi đi, người ta ở nhà tên mình ha. Rồi ok, muốn làm gì làm. Ừ, không xin bớt này đâu. Đi lại luôn hả? Sồn hải chồng, sồn nhỏ của anh thấy cho con. Rồi mấy anh em đi chơi vui vẻ hả? Rồi đi làm vui vẻ hả? Bà mang trái đây. Ok. Bye bye mình tính nè. Hấp trái chứ đừng hỏi lắm. Ở nhà con kia sẽ tẻ tới dọn nhà nha. À. Đấy. Hấp trái chứ đừng hấp mấy trái nữa. Hấp nhà trái anh mà chứ. Tại vì kia nó không ăn rồi mà. Xíu này của đây vậy? Xíu là cơm mưa đấy. Xíu này của ai hả? Của em á. Con này nó dính thuận mà. Con với con mẹ nó. Ba mần giúp nữa mùa kia vậy? Mẹ đi xe mà đạp đi. Để dắt đi, giúp con dắt đậu dắt lên bỏ gì cho mẹ. Đi mưa. Ở ngoài này có chỗ nào mà đắt cái nồi lên, có cục gạch không? Mà kia mà. Bộ làm gì có in bồ rồi mới vậy? Không ngon á. Trời đi hướng đạo luôn phất quay à. Trời. 8 quay. Sao chút cái này nó nhiều như kia đấy vậy. Đây là vui vẻ nha, bye bye nha, bye bye nha, bye bye mọi con, bye bye. Rồi, cái này ngon, mình quá nè. Hello anh em, xong rồi. Trâm đi rồi mọi người ơi, mình xuống mình sẽ tiến hành mình nấu món đặc biệt dành cho bé Trâm thôi. Mọi người nấu với mình nha. Yeah mọi người ơi, bây giờ mình sẽ tiến hành mần trôi Hồ Bích Trâm thôi. Vì Hồ Bích Trâm đã đi ra đồng rồi mọi người ạ. Tận dụng cơ hội này trôi Hồ Bích Trâm một cú thôi. Đây. Mọi người biết mình trôi như thế nào không? Đây. Chờ một xíu nha. Nhìn nè. Đấy. Nãy vô là mình có thấy nhà của Hồ Bích Trâm có mấy chú gà con còn rất là xinh xắn dễ thương. Đấy. Mọi người nghĩ coi mình sẽ làm gì với những chú gà này ha. Đây đây, tiếp theo là đây. Đó. Này ha, mình có một cái bé rất là nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương luôn. Mình sẽ làm gì với trái bí và mấy chú gà này ha. À, trái bí này là chú gà. Mình sẽ thực hiện món bí nguyên trái gà nấu nguyên con. Mọi người chờ xem nha. Nói chứ đùa tí thôi, con gà mới có bé lớn mà bác nó lại nấu thì hơi tội. Nên là sáng mình đạt cái cô làm gà đó, mình có giữ lại một ít lông gà. Mọi người chờ xem mình sẽ làm gì nha. Giờ thì mình sẽ bỏ trái bí này vô mình nấu cho nó chín lên ha. Bật bếp đây thôi. Rồi để đi, đây có cái áp sẵn luôn. Rồi mình sẽ nấu giờ trái bí này nó chín nè. Cho tí gia vị thôi, cho tí gia vị vô nè. Mình cho tí gia vị vô để hồi mình mới đánh lừa canh. Rồi mình sẽ đánh lừa như thế nào mọi người chờ xem nha. Rồi thì mình cũng chuẩn bị xong hết rồi mọi người ha, chuẩn bị thau sạch rồi. Giờ mình sẽ vớt quả bí này với chú gà trong đó, mang ra chỗ Trâm với mọi người đang hái đậu để mời mọi người dùng buổi chiều ha. Đây, mọi người thấy gì không? Viên trái bí nè. Giờ mình cùng đi xem cái món kính nấu để tặng cho Hồ Bích Trâm nó chín chưa ha. Ôi, nó chín nở thà là tắc lát luôn rồi. Đó, đi kiếm cái tô vớt ra. Mình sẽ cố gắng vớt làm sao mình để cho nó đừng nát trái bí, vì trái là nó chín quá rồi. Bí đây, Ý, nó mà nó bể là hư luôn á, thắt bệ nha. Tại mình lo mình nấu mình không có để ý. Đến rồi, thắt bệ rồi. Ok nó ha, mọi người xem mình coi nha. Đây là gà nguyên lông, hay còn gọi là nguyên lông gà nha. Giờ mình sẽ vớt cái nắp ra, cái cuốn ra nha, cái nắp đậy á, nắng lắm luôn á, ập nó lên. Xem nha, cái này thì chắc không ai phát hiện ra. Tí nữa mình sẽ lấy cái muỗng á, sáng cho Trâm một miếng chứ không để Trâm sáng nha. Trâm sáng là nó bể là thái bên trong nữa. Rồi bây giờ mình chuẩn bị cái món của tụi mình nha. Đây rồi, đi ra gặp mọi người ở ngoài đồng nha. À, mày có chuẩn bị sẵn muối tiêu luôn. Đây, mình chuẩn bị sẵn về cái muỗng với cái chén ha. Rồi mọi người cùng đi thôi nào. Cô em ơi, đi em ơi. Đó. Đi. Mọi người ơi, nhiều thôi. Từ từ nào đem đi chứ chạy mát không? Quá lửa cái teo lại còn dài à em. Nó teo ra biết nấu quá lửa vậy, nó teo lại còn dài thôi. Tự nhiên nói bí đỏ đem ra như vậy thì anh nấu anh tặng em mà. Sao anh nấu anh tặng em mà anh đi thì... anh yêu em hay gì mà anh tặng em? Cả bản là fan hâm mộ ghê yeah, không? Lâu ngày về quê em nhớ được trước mà anh bài em làm một cái clip mà nấu giòn á. À nấu giòn thắt bẹ. Đúng rồi, thắt bẹ cũng biết thôi. Giờ anh nghe tiên em về nhưng mà không có thời gian để làm ẩm thực á. À. Nên anh cố ý. Cố ý của tình là một phải không? Ừ đúng rồi. Để tặng em một cái clip như là cái món ăn chuột lẩu, nhưng mà bây giờ anh nấu rồi quá lửa để bí nó tèo hết rồi. Bí nó vẫn còn mà tèo đâu. Nói chung là tiệm phụ tấm lạo của anh nha. Để thử đi để cho ý kiến. Một miếng nè. Lúc mình mang luôn, đúng trời rồi. Như vậy, tao đưa tôi tự ăn vào. Ông yêu tôi đi. Không có rồi, tự ăn luôn. Sao thấy sao? Giống củ lon. Ăn miếng nữa đi. Sao nó bùi vậy? Có quà đâu. Nấu quá lửa nó tèo xuống, bây giờ còn có bấy nhiêu á. Cho bạn ơi. Sao ăn được không? Ngon. Ngon à? Ngon. À, bây giờ ăn bí rồi, giờ mình ăn gà đi hả? Gì gà đâu ăn? Có gà không có, đưa anh mượn cái điện thoại coi, nãy có quay lại clip anh làm gà nè. Có quay clip làm gà. Cái dòng bơm ảnh đây. Ủa mấy ông này ghê không có lạng lậu từ ngoài kia vô Bình Thân vô. Đây, có cái clip làm gà nha mọi người nha. Đây, clip làm gà đây. Đâu gà đâu? Từ coi gà là không có. Thì em biết là anh thấy gà rồi nè, mà gà đâu? Anh nấu bếp gà nè. Cháy cậu. Mẹ ơi, ông nấu bếp gà kìa. Nó mới teo lại vậy đó. Cháy rồi, tiền gà bao nhiêu không biết, tiền bí bao nhiêu không biết mà nấu thấy cái nào bếp gà của mẹ tính rồi. Gà thì anh không có tốn gà luôn. Gà đâu em không thấy gà đâu. Cái gì vậy? Sao anh lấy gà con của mẹ? Mẹ ơi, anh lấy 4 gà con của mẹ anh nấu đâu. Rồi xem có gà chưa, rồi giờ mời em ăn gà. Là con gà quay, con nó nằm trong đây hả? Quay gà vô. Anh làm thiệt luôn á hả? Mời em ăn gà. Cái gì vậy? Sao mà lông không vậy? Cái gì vậy? Sao mà lông không vậy? Gà nguyên con mà. Trời ông nấu là bí đỏ không, hồng với lông gà nó sao bị điên quá đi. Ông nội nó bị khùng quá. Mình chơi không biết thành công rồi nha. Run. Đi ngay sao mà bí đỏ bỏ con gà. Bị khùng. Bác 4 gà con của mẹ luộc chó đâu. Rồi thấy ngon không? Sao ớt vậy? Thấy ngon không? Sao anh ớt vậy? Nè! Anh làm em vui mà. Đâu có vui. Bất ngờ không? Ông ấy 4 gà con của mẹ luộc chả đầu. Quánh là được á. Mà thấy bất ngờ không? Bất ngờ gì bất ngờ? Anh thấy bất ngờ quá chừng mà. Anh thấy cái cảm giác cái lóc mà em bừa cho bí à. Mà anh ghê quá à. Thôi chậu đi, thôi có kia. Ủa giờ người ổng được ghê quá, tự nhiên để làm ăn lông gà. Tự nhiên giờ nhớ lại mới góp nè. Anh nói là để anh bới cho rồi. Không chịu chi. Nãy anh tham bới sâu vô nữa là chuyện bà tôi rồi. Rồi mọi người tập trung ăn gà nha. Gà đây, gà đây. Cháy gì được. Gà đâu? Đó. Thiệt chứ ông này ông thiệt ông chơi quá đáng ghê luôn á. Nghĩ sao ông lấy gà ông bỏ ở đây trời. Mà cái này lông gà chứ. Nè mẹ qua coi nè. 4 gà luôn rồi, 4 gà con nè. 4 gà con của mẹ, 10 gà con đâu mà lông nhiều dữ vậy. Nãy mẹ nói đừng có đi, ở nhà con nhà trái thiệt á. Trái cho. Ăn đi mẹ, ăn không? Thôi mẹ không ăn đâu. Cút quá. Trái mất rồi. Trái rồi giờ 4 gà sao nào? 4 gà con của mẹ đó. Trời ơi, đi gốm vậy. Thôi đũa đi con ơi. Ghê quá đi, tự nhiên bí vậy. Lỡ làm 4 gà chứ tiếc sao chi. Đấy rồi. Đó. Wow, thôi đổ ở đây đi con cũng ăn. Thì cái nhìn nó muốn ói ghê luôn á. Tiếc quá mà. Không làm bây giờ nó ói hả? Tèn 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 tèn. Chị Hồ Bích Trâm đã được thưởng thức món ăn do anh Hùng chính tay nấu với Hồ Bích Trâm rồi. Còn bây giờ mời mọi người lại ăn gà cùng với mình nè. Chỉ mấy giờ Trâm quay cái coi. Trâm ăn no rồi Trâm quay chứ. Thôi giỡn tí đùa. Một tí mà đừng giận mà. Ủa chứ rồi cái bí kia rồi cái bí đây rồi sao? Chứ không phải là anh cố ý anh trôi em chứ sao? Anh trôi ly mà anh trôi em từ tối giờ. 4 con gà của mẹ nằm trong đây nè. Không có rồi. Có. Đó 4 con gà con của mẹ đó lẹt lông qua là còn thịt. Ngồi xuống. À. Thôi em khui luôn đi. Đây là con gà lớn của mẹ ngoài chuồng rồi. Không, đem vô á. Thấy không? Ừ. Sao mày biết? Hồi nãy mày thấy đem vô mà. Sao con không thấy? Không, có, thấp vô làm mà thử làm ai dài cũng được. Sao đâu? Cái nào bất ngờ không? Không rồi. Gà hầm bí à? Ừ. Trời trời, lần đầu tiên luôn á, mua phạt. Cũng lần đầu tiên đâu biết á. Lần đầu tiên. Thấy bạn có thông tố mẹ mới vô hả? Để coi thử như thế nào chứ thấy à. Bông. Sao thấy chưa? Lần đầu tiên luôn á. Rồi đó con gà bây giờ là coi như là nguyên cái phần này con gà là của con, còn cái miếng này của mẹ nè. Còn miếng này của mẹ chị. Thì mẹ ăn đó bây giờ phần con gà. Mọi người ngồi xuống luôn đi. Cởi bơ tay ra, phần con gà còn phần mẹ cái miếng bí nè. Thôi nói chị khó cầm luôn nha. Là không bao nhiêu mẹ ơi. Đây. 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 Thơm dữ ta. Bảo là nó tua nha con. Dạ đây. Ngon. Ông này cũng trôn kỳ quá à. Cái lông gà thiếu góp. Chắc lẹt con lông của con này xong rồi bỏ qua kia cái gì? Rồi nãy Trâm dày ra 4 miếng luôn á. Hả? Này ra 4 miếng bí. Ủa thấy luôn rồi đó hả? Ăn thấy luôn rồi. Đổ rồi. Ông hết chân ớt ghê luôn làm uổng miếng bí không? Chạy. Mà không miếng bí đâu. Thôi đừng ăn nữa nha. Mày dư ra. Ồ. Thôi quay review Trâm cái đi rồi mọi người. Bên gà ra. Ủa mà cho mọi người đi chứ. Cây ngũ Trâm mà, Hồ Bích Trâm mà. Chào mọi người. Nào giờ máy tùm lum hết giờ không biết. Đây, mày chính ơi. Hello. Là bây giờ mày là chiếu lên cây nọ. Hồ Bích Trâm. Ghê vậy? Cho nên em hồi nãy giờ em bị trốn hả? Ghê vậy? Cho nên em hồi nãy giờ em bị trốn hả? Người ta đầu tư. Hello luôn mọi người, Trâm không hề biết rồi, luôn á. Mọi người đi. Hồi nãy ổng có vô mà đâu có biết là ổng đem bí đem gà vô để mà ổng nấu vậy đâu trời. Trời ơi. Trời lấy gà mẹ em thiệt á hả? Không có là còn mà thấy đem vô. Đem vô luôn. Nói chung là đầu tư từ hồi sáng sớm tầm mà bây giờ đi chợ. Nghe Trâm hỏi nhắn tin anh Hùng nhắn tin hỏi Trâm mà ủa em về chi vậy em buồn quá em về nghe buồn quá vô về cho con gà vậy nè. Mà trước khi ăn cũng đâu có dễ nuốt vậy đâu. Ăn mà còn phải bị trôn nữa, nãy ăn mém nó ăn luôn lông gà rồi, thiệt ớt ghê luôn á. Rồi bây giờ mời Trâm mời mọi người đi. Bà Bông. Tụi bóng ơi. Để đây. Rồi lấy cái đèn cày ra nữa làm bánh sinh nhật luôn. Cái này bánh sinh nhật quá em. Thôi Trâm sẽ nó ra đi. Chụp làm vậy tấm hình em. Từ chụp tấm hình đi ra bay ra được Trâm bác ăn. Cái bí này đâu cầm được đâu, nó mềm ruột vô. Anh hầm bao nhiêu lâu vậy? Từ cái lúc em đi vô đậu tới giờ luôn á hả? Mà em thấy anh lấy ra hai không? Ừ, sao lấy ra được? Nè thánh mà. Anh chụp gần gần vô, anh Đùng vô luôn. Anh Đùng vô đây, mẹ tính vô đây mẹ. Ê, em chụp gần gần cho thấy con gà nha. Đó, bưng này. Thiệt luôn á trời. Không. À, cho cái. Nè, 1 2 3, 1 2 3. 1 2 1 2. Rồi, chụp mình trăm đi. Cho bà bóng vô luôn, bà bóng vô luôn nè mẹ. Cầm đi. Nhiên chúng nó thấy rồi. À đây. Nè, 1 2 3, 1 2 3. 2. Rồi. Cá rồi đây. Ô. Rồi mời. Rồi xử gỡ đi. Đi, thử đi. Thử đi. Khui. Trời ơi, ăn ở nhà không. Cái nó ăn uổng quá à. Thôi ghê các bạn. Anh lấy bô bỏ vào nhà xin anh. Ăn bị uổng quá. Bên gà anh làm chưa hay là còn ruột ở trong đây vậy? Làm mấy đồ trời ơi. Tôi nghi quá mọi người ơi. Vì sao vậy? Tôi bị ám ảnh lông gà của ổng rồi. Có khi nào ổng để luộc luôn trong này không trời? Đây đó, chùm kia. Chạy lần mẹ ăn bí gà hầm bí đỏ lần nào chứ mẹ? Chưa mà hồi vừa mà chưa thấy á. Tôi đang cho nè. Cây nó đỏ thau quá trời ơi. Con bí đâu nóng lên ăn rồi. Đó, thấy chưa, con ghé ngồi đây mà lo cho con tre không nè. Con ghé ngồi đây ăn. Con ghé ngồi đây mà cứ hỏi trái rồng bí nó ngồi nè. Chúng ta con ganh tị. Nó ganh tị ớt không, nó ganh tị với em đó vậy đó. Em thương em không ấy. Cái ngồi đây mà biết hỏi họ cái nữa nè. Nấu cái đầy ăn nè. Ganh tị với em vậy. Tao nấu nè cô Tám. Nấu. Ngày hôm qua là lo cho em như thứ gì mà ganh tị với em đồ. Cái đùi gà trời quá mô Phật. Đứa nào bán gọi đẹp hả? Câu đây nè. Trời ơi. Anh đi ăn đi không? Nhiem. Này là anh Hùng, anh kêu là anh tặng quà thấy Trâm về quê Trâm buồn quá anh lấy cho mày tính cái này. Đây đâu em lấy nè. Không giữ để phong cái cánh không con. Mẹ tới ăn cánh nè. Không. Nhiều dữ mà để bẻ thôi chứ. Không, cầm nguyên cái gặm nó mới đỡ. Cái luôn cho mà gặm thôi mà gặm không thấy con. Trời ơi, còn hút nguyên cái đùi luôn đi. Cái đậu nó rửa ra cái này rồi. Cô Tám xé đi, cô Tám ăn gì cô Tám tự xé đi thôi. Cô Tám ăn không biết là cô Tám ăn gà đâu. Nó trâu nó kì vậy. Nó đâu ăn gà đâu. Tụi con ăn nè tụi con. Rồi để em bớt với mẹ. Ngồi vô ăn. Ngon quá. Chắc nghiêng nó nhịn. Cô Tám ơi. Thêm cô Tám nó nhịn. Con đang không ổn. Con đang không ổn. Tặng cho Trâm Nguyên này nè, mời mọi người nè. Ủa mang cái gì vậy? Trâm mời mọi người. Lọc quá muối luôn. Cái này lọc. Thôi mình cũng làm cái miếng này ha. À, chưa ăn. Ba bác. Vừa nè em. Rồi ngon quá mùi. Ngon, thấm à. Ủa anh yêu em hay gì vậy? Tiêu đây ở đâu vậy? Có đâu em hâm mộ em. Anh hâm mộ em. Tự đem gà vô tự bày mò làm này nọ đó. Em nói luôn. Đâu biết không? Thấy đứng đừng biết. Con đâu có biết, hồi nãy là kêu hỏi con đi đâu, tôi nói kêu đi ra làm đậu. Sao ở nhà mày mò nấu chay vậy nè, vậy nó không? Ngon quá vậy. Thôi mời cả nhà nha, cả nhà cùng dùng gà hầm, gà nguyên con, hầm bí nguyên trớt. Anh tiết lộ cho em một sự thật luôn, là cái lông gà hồi nãy thực tế là anh không có treo dơ như vậy đâu. Anh nấu nó bí nó chín xong ấy rồi, lỡ nó hơi chín quá. Rồi mới vớt ra xong rồi em mới bỏ mấy cái đồng lông gà vô em ụp lại thôi. Chứ không phải là nấu nguyên cái lông đó đâu. Em biết mà. Biết này là đừng có gọt chả. Kiểu quá cái ruột thôi. Nói chung là lần đầu làm luôn nên cũng không có biết. Đó thấy chưa, thấy kinh nghiệm không? Đây. Cái vỏ nó cũng bùi lắm. Mình biết thật thôi. Quá ruột thôi đừng có nữa. Ai đi con? Đó là dễ bị bậy. Ai đi Hùng? Được rồi. Anh Hùng ăn đi anh Hùng. Trâm mời mọi người đi xong rồi để mấy đứa vô ăn luôn. Vô ăn luôn đi rồi xuống ngồi ăn cho con Yên. Để trà thôi không ăn trà giải. Để qua. Của anh Hùng làm mà không ăn đâu mọi người. Ngon mà. Dạ đang quay đến vậy đó. Chị Trâm chào. Nói chung là cũng cảm ơn anh Hùng. Sợ mập đây. Thiệt luôn á, về sợ mập mà còn vô tặng cho mẹ. Bye bye mọi người nha. Mọi người nhớ đón xem và ủng hộ kênh của Hồ Bích Trâm Official. Trâm sẽ ra những MV, những bộ phim, những clip cho mọi người thưởng thức nha. Bye bye. Cảm ơn mọi người nha, cảm ơn anh Hùng nha. Thật sự là cái này là anh Hùng anh tặng cho Trâm luôn á, Trâm không hề biết luôn á trời. Ngon quá, cảm ơn anh. Cùng